Từ ngày 21 tháng 2 đến ngày 28 tháng 2, Trạm Y tế phường Núi Sam đã tiếp tục tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 tăng cường cho người dân trên địa bàn phường. Công tác chuẩn bị tiêm vaccine ở phường được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo phân luồng cho người trước khi tiêm và theo dõi sau tiêm. Quá trình thực hiện tiêm diễn ra trật tự, an toàn, bảo đảm giãn cách 5K. Tất cả đều phải tiến hành đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào khu vực tiêm. Sau khi thực hiện khai báo y tế và kiểm tra thông tin cá nhân tại vòng ngoài, được các tình nguyện viên bố trí ngồi chờ giãn cách, hạn chế tối đa số người tập trung trong cùng một khu vực để phòng dịch. Trong đợt này, trạm y tế phường tiêm các loại vaccine như Pfizer và Abdala cho tất cả người dân chưa tiêm mũi 3 tăng cường nhằm bảo vệ sức khỏe cho người dân, góp phần đảm bảo tỷ lệ bao phủ vaccine trong độ tuổi tiêm chủng được tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn phường.